đi. Chuyên bán nhà phố quận Gò Vấp và các quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính chào tất cả các anh chị khách hàng thân mến. Và trong buổi tối đẹp trời ngày hôm nay, Hằng Ly gửi khách hàng mình một cặp siêu phẩm nhà phố ngay trục đường Lê Đức Thọ giao với đường Nguyễn Oanh thuộc trung tâm phường 6 quận Gò Vấp nè cả nhà. Đó, hai căn thì gia chủ mình bán hết một căn rồi, chỉ còn một căn thôi nha. Với lợi thế diện tích chiều ngang lên tới 6 mét mà giá bán thì chỉ hơn 6 tỷ một tí thôi. Đó, ngay vị trí trục đường Lê Đức Thọ thuộc trung tâm phường 6 quận Gò Vấp, ngay đoạn chợ An Nhơn, cũng như tại đây thì chúng ta di chuyển về ngã năm Gò Vấp chỉ khoảng chừng 5 phút thôi. Trong bán kính 300 đến 500 mét thì mình có đầy đủ chợ, siêu thị, trường học luôn á. Ngay vị trí này thì mình cách sân bay Tân Sơn Nhất chỉ khoảng 7 đến 10 phút thôi nha cả nhà. Một căn nhà giáp ranh với quận Bình Thạnh, quận Phú Nhuận luôn. Bánh hàng mình đang tìm một căn nhà phố với phân khúc giá bán 6 tỷ hơn mà xe ô tô vào tận nhà thì đừng bỏ qua căn nhà này nha. Hằng Ly đang đi chuyển ngay trục đường phía trước ngay khu dân cư tại đây để quý thầy mình cùng theo dõi nè. Đó, đường ngoài này thì hiện hữu rộng 4 đến 5 mét đường trải nhựa, chưa tính vỉa hè cây xanh hai bên. Ngay khu dân cư ở hiện hữu hết trời, vô cùng an ninh luôn nha. Ngay vị trí trục đường Lê Đức Thọ chúng ta di chuyển chỉ khoảng 3 phút thôi là mình đi ra đường Phan Văn Trị, cũng như là di chuyển về trung tâm thương mại Emart hoặc là đi về Lettermart Nguyễn Văn Lượng, rất là gần luôn cả nhà. Vị trí thì ngay trung tâm luôn rồi. Và từ hướng này Hằng Ly sẽ di chuyển vào bên trong ngôi nhà của mình để chúng ta cùng tham quan nha. Đó, đường trước nhà của mình thì hiện hữu rộng 3 mét nè. Xe ô tô 4 chỗ 7 chỗ chúng ta di chuyển vào tận nhà luôn. Xong sau đó mình lui ra nha cả nhà. Mình lùi ra. Vị trí thì thích hợp vừa ở, mở văn phòng công ty cũng được luôn á. Một cặp nhà phố, gia chủ vừa mới lên sóng mà đã bán hết một căn rồi. Chỉ còn một căn thôi. Kết cấu chuẩn là một trệt ba lầu có ban công sân thượng bên trên nha. Một trệt một lẫn ba lầu nha cả nhà. Đó, mẫu thiết kế tân cổ điển nè. Bữa tối lên đèn thì cũng rất là lung linh luôn á. Căn này thì gia chủ mình bán rồi nè. Và hàng này sẽ quay căn còn lại của thầy mình cùng theo dõi nha. Một căn nhà được gia chủ sử dụng hệ thống điện Smart Home bên trong nhà. Với diện tích cho căn nhà này là ngang 6m1, chiều sâu là 6m5, nhà mình ở hậu là 6m5 nha cả nhà. Hằng Ly đang báo là diện tích đúng trong sổ của mình luôn nha. Với khuôn đất công nhận là 40m2, nhà mình thì thuộc hướng chính là hướng Đông Nam, rất là phù hợp với hàng mình cứ mà là Đông Tứ Trạch. Với các hướng là hướng chính Đông, chính Nam, phường chính Bắc. Với công năng sử dụng bên trong nhà rồi phòng khách, phòng bếp, khu vực radar ô tô, mình có thể đậu được khoảng chừng một chiếc Kia Morning nhỏ nhỏ cũng được luôn. Bên trên gồm 3 phòng ngủ, trong đó mình có một phòng ngủ master lớn, kèm phòng thờ, khu vực giặt sấy, ban công sân thượng trồng cây trồng hoa cực kỳ chill luôn á. Đó, một cặp nhà phố được gia chủ sử dụng hệ thống điện Smart Home bên trong nhà nè, thiết bị điện thông minh á. Thôi và cùng Hằng Ly bắt đầu chúng ta di chuyển vào bên trong để tham quan nha. Đó, Hằng Ly đang mở góc rộng hơn, chủ có thể mình cùng theo dõi rõ hơn về ngôi nhà. Ngay khoảng không gian khu vực tầng trệt của mình thì được gia chủ mình ốp gạch, rất là sạch sẽ và dễ lau chùi luôn. Bên trong thì mình có hai lớp cửa, một lớp cửa cuốn kèm một lớp cửa nhôm sinh pha kính cường lực 10 ly nha. Em đang có mặt tại không gian khu vực tầng trệt đã được gia chủ mình thiết kế hoàn thiện rồi. Chúng ta có sofa, bàn trà, tủ để rượu, tủ trưng bày, kệ tủ tivi, tivi đầy đủ luôn. Khoảng này thì được gia chủ thiết kế thông tầng nhìn lên phía trên nè cả nhà. Đó, gạch ốp phun trần luôn nha. Có quạt máy đầy đủ luôn rồi. Đây, từ không gian này chúng ta nhìn thông tầng lên phía trên. Bên trên đó mình có trần chìm kết hợp với đèn led âm trần, đèn trần chiếu sáng. Mẫu thiết kế hiện đại, tông chủ đạo là màu trắng, màu xám. Bên dưới thì lớp gạch 60 1m2, chống trầy chống chân chợt luôn. Đó, mình có tủ để đồ nè, tủ trưng bày, tủ để rượu tùy theo công năng sử dụng của gia đình mình. Được gia chủ sử dụng là chất liệu gỗ an cường nha. Có chống mới mọt, chống mẩm một hành của thêm mình trong thời gian sử dụng. Cầu thang được gia chủ mình ốp xét tường, gạch thì mình ốp phun trần luôn, tông chủ đạo là màu trắng á cả nhà. Đó, cầu thang ốp đá tay vịn bằng trụ gỗ kết hợp với lan can bằng kính cường lực nha. Đây là khoảng không gian khu vực toilet tại tầng trệt nè, dành cho khách khi đến chơi nhà. Mình có bồn vệ sinh, lavabo, rương soi, gạch ốp phun trần tông là màu xám đầy đủ hết rồi. Đó, một căn nhà sử dụng thiết bị điện thông minh. Mình bật tắt đèn thì di chuyển ra bên ngoài rất là thuận tiện luôn, sử dụng bằng điện thoại nha. Và cùng Hằng Ly chúng ta bắt đầu di chuyển đến không gian khu vực tầng lẫn để tham quan ngôi nhà.
Một cặp nhà phố gia chủ đã bán hết một căn rồi, chỉ còn một căn thôi nha cả nhà. Với giá bán gia chủ đang giao là 6 tỷ 300 triệu đồng, giá còn thương lượng trực tiếp với chủ nhà của mình nữa. Và ngay sau chợ khách hàng mình vay vốn ngân hàng từ 50-80% giá trị nhà nha. Em đang có mặt tại không gian khu vực tầng lửng, được gia chủ thiết kế làm phòng bếp tại đây nè. Đó, xinh chưa? Bộ bàn ăn 6 ghế, hệ tủ bếp trên, tủ bếp dưới, đèn trùm, cũng như là rèm màn kéo đầy đủ hết rồi. Đó, từ không gian phía trong này nhìn rõ hơn về ngôi nhà. Không gian tầng lửng của mình đã được gia chủ mình lắp máy lạnh tại đây rồi nha, rất là thuận tiện luôn á. Đó, gia chủ mình sử dụng chất liệu bằng kính cho nên là nhà rất là thông thoáng và sáng luôn cả nhà. Này, từ tầng lửng của mình nhìn xuống phía dưới nè. Đó, hệ tủ bếp trên, tủ bếp dưới, bồn rửa, máy hút mùi, bếp âm mặt đá, đầy đủ hết rồi. Có tủ để gạo luôn nè. Ở đây gia chủ mình ốp đá nha cả nhà, ốp đá nha. Đó, đá chung là lội với cái mặt bàn phía bên dưới luôn nè, nhìn nét lắm. Em thử mở một cánh để chúng ta cùng xem thử nha. Đó, gạch thì ốp phun trần luôn, đầy đủ luôn rồi. Chúng ta chỉ cần mua về sắp với ly vỡ thôi. Và Hằng Nghi bắt đầu di chuyển đến không gian khu vực tầng tiếp theo để chúng ta cùng tham quan ngôi nhà nha. Khi mà em lại gần, đèn sẽ tự động sáng lên, đèn cầu thang cũng vậy luôn á cả nhà. Một căn nhà sử dụng điện cảm biến, thiết bị điện thông minh. Hằng Nghi đang có mặt tại không gian khu vực lầu 1 nè, được gia chủ thiết kế làm một phòng ngủ master tại đây. Đó, chúng ta có đầy đủ hết rồi. Giường ngủ, hệ tủ tách đầu giường, rèm màn kéo, ban công chỗ ra phía trước, đầy đủ luôn. Máy lạnh Samsung luôn nè. Và không gian khu vực kệ tủ TV nha, đầy đủ luôn rồi. Đó, ban công nhỏ nhỏ xinh xinh phía trước. Đợi Hằng đi một tí nha. Đó, view ra nè, mình có ban công nhỏ nhỏ phía ngoài này. View ra khu dân cư ở hiện hữu hết rồi. Và di chuyển vào không gian bên trong thì được gia chủ thiết kế làm phòng thay đồ tại đây nha cả nhà. Một phòng thay đồ riêng biệt rất là sang luôn á. Mình có bàn trang điểm nè, gương soi, cũng như là tủ quần áo nè, tủ để đồ đầy đủ hết rồi. Gương này thì chúng ta bật tắt đèn được luôn á. Đó, xịn chưa? Đó, không gian khu vực phòng thay đồ của mình có toilet sử dụng riêng luôn. Chúng ta có bồn vệ sinh, lavabo, đường soi, vách kính ngăn riêng khu vực tắm, bồn tắm nằm đầy đủ luôn nè. Đó, bồn vệ sinh ha, giá treo đồ, gạch ốp phun trần. Không gian khu vực toilet của mình đây. Em rất là thích những cái toilet mà chủ nhà mình có thiết kế như vậy nè cả nhà. Mình tắm không có bị văng nước ra ngoài đâu. Vòi tắm hoa sen đứng đầy đủ hết rồi, bồn sụt, bồn tắm nằm đầy đủ luôn nha. Căn nhà này thiết kế cái tông màu trắng kết hợp với màu xám làm điểm nhấn, nhìn vô cùng sang trọng luôn á. Cái cửa mà gia chủ mình sử dụng nè cả nhà, được gia chủ sử dụng là chất liệu gỗ yên cường, có chống mối mọt, chống mẩm bảo hành cho anh em mình trong thời gian sử dụng nha. Lõi này thì rất là tốt luôn á. Em tiếp tục di chuyển không gian khu vực tầng tiếp theo để chúng ta cùng tham quan. Đó, em vừa đi ra là đèn sẽ tự động sáng lên nè. Căn nhà này sử dụng thì rất là tiết kiệm điện luôn. Giá bán cho mỗi căn như vậy là 6 tỷ 300 triệu đồng. Gia chủ mình bán hết một căn rồi, chỉ còn một căn thôi nha cả nhà. Em đang có mặt tại không gian khu vực phòng ngủ thứ hai, nằm tại lầu 2 để chúng ta cùng tham quan nè. Đó, mình có giường ngủ, bàn trang điểm, kệ tủ TV, tủ quần áo, rèm màn cửa, ban công nhỏ nhỏ chỗ ra phía trước, đầy đủ hết rồi. Đó, bàn trang điểm ha. Ở đây là không gian khu vực kệ tủ TV nè, máy lạnh riêng cho mỗi phòng. Và phòng ngủ thứ hai, hai phòng đều có cửa sổ, ban công chỗ ra hết, rất là thông thoáng luôn. Giường ngủ, tủ quần áo đầy đủ luôn nha cả nhà, rèm màn cửa. Nét chưa? Đây, không gian khu vực bàn học, bàn trang điểm tùy theo công năng sử dụng của gia đình mình.
và chúng ta sẽ có không gian khu vực toilet sử dụng chung với hai phòng nha. Toilet này thì đèn tự động sáng lên luôn cả nhà. Hàng đi đang có mặt trong không gian khu vực toilet của mình nè. Lavabo, đường soi, bồn vệ sinh, vách kính ngang nghiêng, gạch ốp phun trần, giá treo đồ đầy đủ hết rồi. Đó. Đây nhìn từ phía bên ngoài ha. Quá tuyệt vời luôn á. Và cùng Hằng Ly chúng ta bắt đầu di chuyển đến không gian khu vực tầng tiếp theo để tham quan nha cả nhà. Một căn nhà kết cấu là một trệt một lửng ba lầu. Diện tích là ngang 6m1, chiều sâu là 6m5, nở hậu 6m5. Khuôn đất công nhận là 40m2. Thuộc hướng chính là hướng đông nam nha. Em đang có mặt tại không gian khu vực lầu 3 nè để quý khách mình cùng theo dõi nè. Đó, phía bên trên này thì gia chủ thiết kế có không gian điện chiếu sáng, ô cửa hiến trời nhỏ nhỏ chỗ ngay bên ngoài. Khu vực này có thể là làm phòng thờ nhỏ nhỏ hoặc là khu vực giặt sấy cũng được luôn. Ban công thì siêu to siêu rộng luôn á. Tha hồ trồng cây trồng hoa, tổ chức tiệc nướng BBQ nha. Đó, hai căn giống nhau luôn. Căn kế bên thì bán rồi, nay mình còn một căn này nha cả nhà. Đó. Bên trên thì mình đặt bồn nước kèm máy nước nóng năng lượng mặt trời. Và quý khách hàng mình quan tâm căn nhà này, hãy alo cho Hằng Ly nha. Trước khi kết thúc video, em xin gửi lời cảm ơn chân thành của khách hàng mình luôn ưu ái và đón xem ủng hộ cho Hằng Ly. Em xin kính chúc quý khách hàng các cô chú anh chị luôn có sức khỏe, an yên và tràn đầy hạnh phúc nha cả nhà. Và trong lúc xem cả nhà mình hãy nhớ cho Hằng Ly một lượt đăng ký kênh và đừng quên bấm bật thông báo để nhận video mới mỗi ngày. Thôi em xin chào tạm biệt cả nhà mình nhé, bye bye. Mà lúc cả nhà mình đang xem em có sai sót chỗ nào, gia đình mình góp ý để Hằng Ly hoàn thiện hơn nha. Thôi em xin chào tạm biệt cả nhà mình nhé, bye bye.